Trung Quốc lên tiếng xác nhận tàu sân bay Liêu Ninh của nước này lần đầu tiên tiến hành cuộc tập trận tại khu vực Biển Đông cùng với các chiến đấu cơ và các loại tàu chiến khác. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết hồi chiều thứ Hai, mùng 2 tháng 1 năm 2017, rằng một số chiến đấu cơ J-15 đã cất và hạ cánh trên tàu sân bay Liêu Ninh vào cùng ngày. Việc xác nhận như vừa nêu được đưa ra vào chiều tối hôm qua, chỉ vài ngày sau khi Bộ Quốc phòng Đài Loan lên tiếng rằng tàu sân bay Liêu Ninh đầu tiên và duy nhất của Trung Quốc và 5 tàu chiến khác đã di chuyển vào khu vực Biển Đông hồi tuần trước, băng qua vùng biển phía nam của Đài Loan, nơi đảo quốc này triển khai các chiến đấu cơ để giám sát hạm đội. Trung Quốc gọi cuộc diễn tập vừa nêu là một phần trong chương trình diễn tập trên biển. Tuy nhiên, cuộc diễn tập này có thể làm gia tăng căng thẳng giữa Bắc Kinh và Đài Bắc, cũng như khiến các quốc gia có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, trong đó có Việt Nam thêm phần quan ngại. Sau khi Trung Quốc lên tiếng xác nhận lần đầu tiên tàu sân bay Liêu Ninh tiến hành cuộc tập trận tại Biển Đông, Nga hôm nay thông báo đang lên kế hoạch tổ chức tập trận chung với Philippines khi mà 2 tàu chiến của Nga đến thăm Manila. Hãng thông tấn AFP dẫn lời Phó Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga, chuẩn đô đốc Eduard Mikhailov, về thông tin như vừa nêu. Cho biết thêm, đôi bên sẽ thảo luận về vấn đề này và mục tiêu của hoạt động tập trận chung giữa hải quân đôi bên là nhằm tập trung vào 2 mối quan ngại an ninh hàng đầu trong khu vực là cướp biển và khủng bố. Chuẩn đô đốc Eduard Mikhailov nói thêm rằng, Nga có khả năng sẽ tập trận chung với Trung Quốc và Malaysia ở Biển Đông. Ông này cho báo giới biết, Nga đã tiến hành tập trận chung với hải quân Indonesia rồi. Chuyến thăm của 2 tàu hải quân Nga đến Philippines kéo dài trong 4 ngày. Các chiến lược gia, giới hoạch định, chính sách cũng như quan chức quân đội cao cấp của Hoa Kỳ được cho biết đang xem xét cách thức triển khai những loại vũ khí của nước này tại những nơi khác nhau trên thế giới, trong đó có khu vực Biển Đông. Mạng báo National Interest loan tin này hôm đầu năm 2017 cho rằng mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc vừa mang tính cạnh tranh, vừa hợp tác rất phức tạp và động thái gần đây của Bắc Kinh cho bố trí hệ thống tên lửa phòng không tại những đảo nhân tạo ở Biển Đông gây gia tăng căng thẳng, buộc phía quốc phòng Hoa Kỳ phải xem xét đến những giải pháp khác. Dù chưa có những quyết định nào đưa ra vào lúc này, nhưng biện pháp bố trí vũ khí ở Biển Đông vẫn được xem xét. Giới chức quốc phòng Hoa Kỳ công khai nhắc lại, Washington tiếp tục thực thi quyền tự do hàng hải, tức cho tàu đi vào khu vực 12 hải lý của những đảo đá mà Trung Quốc chiếm đóng. Ngoài hoạt động này, thì Hoa Kỳ hoàn toàn có thể tìm cách bố trí thêm những vũ khí phòng vệ và phản công tại khu vực Biển Đông. Quý thính giả thân mến, Biển Đông tiếp tục là một trong những khu vực nóng của thế giới. Một số diễn biến mới nhất có mang tính bất ngờ không? Ai được hưởng lợi nhất vào lúc này và Việt Nam đang có những động thái gì để bảo vệ lãnh hải? Gia Minh hỏi chuyện giáo sư Ngô Vĩnh Long, khoa sử Đại học Maine ở Hoa Kỳ về những vấn đề này. Trước hết, ông có nhận định. Không lường trước được thì cái đó là rất là đúng. Cho nên bây giờ mình cũng còn sớm quá để có thể nói chắc chắn là ai có thể hưởng lợi nhất. Hiện nay nếu mà nhìn tình hình á, thì thấy là bởi vì Mỹ đang bận tâm những cái chuyện riêng ở nước Mỹ và cũng như là cái chuyện sắp lên làm tổng thống của ông Trump. Và ông này thì cái chính sách ngoại giao và chính sách đối ngoại là chưa rõ ràng. Thì thành ra là Trung Quốc thì có vẻ là đang nắm gần ông ấy, cũng giống như là đưa cái tàu máy bay ấy vào trong Biển Đông. Tôi nghĩ rằng là về xa về dài thì các cái nước trong khu vực họ sẽ phản ứng. Hiện nay thì cũng rất là khó, là bởi vì Đông Nam Á chẳng hạn này, Duterte thì lúc này lúc kia. Thành ra đó là mình phải chờ cho khi mà Philippines làm chủ nhà ASEAN á, thì lúc đó có cái thái độ gì đó thì mình hiểu, mình sẽ biết là cái tình hình như thế nào. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là sau cái phán quyết của tòa án PCA đó, thì Trung Quốc có làm dữ, nhưng mà tôi nghĩ rằng Trung Quốc cũng không có thể làm gì hơn. Và tôi nghĩ thế giới sẽ phản ứng. Như giáo sư vừa mới nhắc đến là Philippines sẽ làm chủ tịch luân phiên của ASEAN. À, cái thái độ của Tổng thống Duterte thì cũng bất chừng. Nhưng mà mới ngày đầu năm, tân đại sứ của Philippines ở Bắc Kinh đó, thì ông cũng nói rằng là Manila cũng phải có những cái thay đổi cơ bản về chiến lược, có nghĩa là phải cân bằng, chứ không để nghiêng về phía Mỹ như lâu nay, thưa giáo sư ạ.
Ông nó nói thì cũng đúng, nhưng mà thật ra thì lâu nay nếu mà không có Mỹ bảo vệ phi luật tân thì Trung Quốc họ đã đẩy mạnh lắm rồi và sẽ rất là nguy hại cho Philippines. Cho nên tôi nghĩ rằng là trong lúc này chưa có cái gì lắm đó, thì nói như thế vậy được, nhưng mà đến khi có sự cố thì tôi nghĩ rằng Philippines sẽ chạy lại cùng với Mỹ và với Nhật, chứ nếu mà không thì khó có ai để bảo vệ Philippines lắm, nhất là cái vùng Davao nó rất là sát, rất sát với quyền. Nếu mà Duterte hay là Philippines mà nhượng bộ mãi thì sẽ rất là nguy hiểm. Còn phía Việt Nam thì vừa qua thì cũng có những cái thông tin, những cái hình ảnh vệ tinh cho thấy thì Việt Nam cũng đã có trang bị vũ khí ở những đảo đá mà Việt Nam đang chiếm giữ đó, thưa giáo sư ạ. Thì giáo sư thấy rằng là những cái động thái của Việt Nam như vậy có chứng tỏ được cái sự cương quyết gì của chính quyền Hà Nội trong việc bảo vệ chủ quyền trước cái sự gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông, thưa giáo sư? Thì tôi nghĩ rằng thế đây là chỉ là một cái thái độ chứng tỏ rằng nếu mà Trung Quốc đẩy mạnh thì Việt Nam sẵn sàng, nghĩa là bảo vệ mình. Mà khi mà Việt Nam bảo vệ thì lẽ dĩ nhiên là cả cái Biển Đông sẽ dậy sóng. Mà khi mà Biển Đông dậy sóng thì ảnh hưởng sẽ rất là lớn trong mọi nước dùng Biển Đông chứ không phải cho Việt Nam. Cho nên nếu mà Việt Nam bị ép lắm thì Việt Nam phải bảo vệ mà Việt Nam phải dùng vũ khí ấy, thì lúc đó là sẽ có sự nổ lớn. Nhưng mà tôi nghĩ rằng Việt Nam chỉ làm như vậy thôi, chỉ một động thái. Nhưng mà tôi nghĩ động thái này ngoài cái vấn đề là để cho thế giới để ý là cái động thái này cũng muốn nói cho người Việt Nam biết rằng Việt Nam sẵn sàng bảo vệ an ninh của Việt Nam. Nhưng mà thật ra cái vấn đề bảo vệ an ninh tốt nhất cho Việt Nam là ở trên đất liền của Việt Nam, chứ không phải là ở ngoài Biển Đông. Biển Đông rất là quan trọng, nhưng mà bảo vệ an ninh của Việt Nam ngoài Biển Đông là một chuyện nhỏ thôi. Không phải tôi nói cũng có vẻ hơi là ấy, nhưng mà tôi nghĩ là cách là gây sự chú ý của nhân dân Việt Nam ra khỏi những cái vấn đề mà đã gây khó khăn cho đất nước. Trung Quốc họ cũng triển khai vũ khí ở 7 đảo đá nhân tạo mà họ xây dựng nên đó, và nó rất là gần nhau ở tại Trường Sa. Như vậy thì so sánh lực lượng giữa hai phía thì giáo sư thấy là nếu mà cùng chạy đua trang bị quân sự hóa thì nó có hiệu quả không ạ? Những cái máy bay mà Trung Quốc sử dụng thì nghĩa là Trung Quốc có thể nghĩa là bắn phá những cái vùng mà Việt Nam đang chiếm một cách rất là nhanh. Nhưng mà nhìn chung về vũ khí mà Trung Quốc đã đưa lên các cái đảo mà Trung Quốc đã bồi đắp á, thì những cái vũ khí này là để chống những cái vũ khí giống như là Patriot Missiles này kia là của Mỹ. Thì tôi nghĩ rằng đây là một cái cách để nói cho Mỹ biết là nếu mà các anh mà vẫn còn đi vào cái khu vực này là của tôi đây á, thì chúng tôi sẽ làm lớn á. Nhưng mà cái đó là một lần nữa là để thị oai đối với Mỹ, và nếu mà được á, thì làm cho các nước khác, ví dụ như Philippines á, là sợ không dám đẩy tới cái vấn đề phán quyết của Persia, tuy nhiên là không muốn thi hành. Thì như vậy là Trung Quốc đã có sự đã rồi, tất nhiên là những cái vùng nào Trung Quốc đã chiếm và đã bồi đắp thì nghĩa là giữ đó, và đối với Trung Quốc là không có ai đe dọa nữa. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái vấn đề cũng chưa chắc, là bởi vì trong tương lai gần có thể là Việt Nam thấy là sẽ phải đi kiện Trung Quốc một lần nữa. Kiện Trung Quốc về cái vấn đề là Trung Quốc không theo cái phán quyết của Persia, mà tôi nghĩ Việt Nam cũng có thể làm vấn đề đó chứ không phải là không. Giáo sư căn cứ vào những cái tín hiệu gì để có thể đưa ra cái khả năng này, thưa giáo sư ạ? Tháng 8 vừa qua đó, khi tôi về Việt Nam để mà họp một cái hội thảo về Biển Đông đó, thì là tôi có gặp một số người làm chính sách Việt Nam. Họ cho tôi biết là Việt Nam đã chuẩn bị rất là nhiều tình huống, nhưng mà trong cái lúc mà tôi đang nói chuyện với họ đó thì họ thấy là chưa đúng lúc. Còn tôi thì ngược lại thì tôi nói rằng là phải làm nhanh, chứ còn nếu mà chờ đến lúc thật đến lúc nào. Theo cái nói chuyện với những người này, tôi thấy rằng là cái chuẩn bị của Việt Nam cũng là khá kỹ đấy.
kể cả cái vấn đề Reuters có đưa cái tin mà Việt Nam đưa các cái hỏa tiễn mà Việt Nam mua của Israel ra cái đảo đó, thì tôi hỏi mà cái ông này là một trong những cái người mà là có chức lớn nhất ở Việt Nam, tôi không nói tên làm gì, thì ông nói có nhưng mà chỉ là tập thôi, chỉ đưa ra đưa vào thôi, chứ không có dạy gì mà để đó, và hỏa tiễn mà để đó nó vào nó thả bom hay nó bắn vào là mất hết. Thì nếu mà họ tập tất nhiên là họ cũng có chuẩn bị, nhưng mà cái chính sách như thế nào thì mình cũng chưa rõ được. Chân thành cảm ơn giáo sư Ngô Vĩnh Long.